Chào mừng các bạn ghé qua trang nhà của gia đình Jenny Ohio. Hôm nay là mình mới đi chợ Việt Nam, là mình mua được cây nải chuối này. Đây, đó, nhìn thấy ngon nghe chưa? Đây là chuối sim. Thì mình chợ Việt Nam cũng thường hay bán chuối này lắm, mà lâu lâu mới thấy nó được tươi ngon vậy á. Chứ thường ngày thì nó cứ hay bị héo rồi nó đen thui à. Nên là hôm nay thấy nở chuối ngon quá cho nên mình mua về. Thì hỏi ông xã thì muốn ăn chuối gì, món gì làm từ chuối, thì ông xã nói là muốn ăn chuối chiên. Thì hôm nay mình sẽ làm món chuối chiên để cho cả nhà ăn. Thì tiện thể mình sẽ quay lại chia sẻ cho các bạn cùng xem ha. Bạn nào thích thì cùng làm chuối chiên với mình. Rồi, hy vọng là các bạn thích và chia sẻ những ý kiến hay với mình ha. Rồi, các bạn theo dõi mình nha. Rồi, để làm được cái món chuối chiên hôm nay thì mình cần phải có chuối đây. Mình có một nải chuối. Rồi bột gạo. Và mình có một bịch bột chiên giòn. Đây, bột chiên giòn, chiên chuối, chiên tôm gì cũng được, này dùng cho bột chiên giòn. Rồi một bịch bột nổi và bột mì tinh. Thì liều lượng như thế nào thì mình sẽ cân. Đây, cái bịch bột chiên giòn thì mình xài hết nguyên bịch bột chiên giòn ha. Mình xài hết một bịch bột chiên giòn. Bột chiên giòn này có trọng lượng là 150g. Okay. Rồi mình cần 200g bột gạo. Okay. 200g bột gạo nha các bạn. Đây, đúng 200. Mình bỏ vô đây luôn. Đây là bột năng á bạn. Các bạn bột mì tinh nè. Mình cần 40g bột mì tinh nha. Đây là 40g bột mì tinh. Bỏ vô đây luôn. Và một gói bột nổi. Xài hết một gói bột nổi. Mình cần một ít muối. Khoảng tí muối thôi, mình dặn tí muối đây, coi như đây các bạn. Và đường mình cần 80g. Nếu mà các bạn thích ăn ngọt hơn thì để nhiều hơn cũng được. Nhưng mà mình làm mấy cái món chiên á thì mình hạn chế sử dụng cái nhiều đường á, tại vì mình khi mà mình làm nó ngọt quá, mình chiên nó dễ bị chặt. Đổ cái đường vô đây. Nice. Ở đây mình có bột nghệ.
thì mình bỏ vô đây một muỗng cà phê bột nghệ cho khi mà mình chiên cái chuối chiên đó nó lên màu cho đẹp ha các bạn. Nhiêu đây bột nghệ ha, trộn đều lên, lên cho nó đều nhau trước đi, mình trộn cho đều trước, rồi mình mới pha nước cho từ từ. Thì ở đây mình có 300ml nước ấm, nhưng mà mình sẽ pha vô từ từ, mình pha cho tới khi nào mà mình thấy cái độ lỏng của bột vừa đủ thôi, chứ mình không có chế hết cái này vô, tại vì nó tùy mỗi lần mình làm mình tùy cái độ bột, coi là cái bột nó mới hay bột cũ á. Nhưng mà bột mới thì nó cần ít nước, còn bột cũ thì nó sẽ hút nhiều nước hơn, cho nên mình không có cái liều lượng nhất định đâu. Vậy bây giờ mình phải liệu chừng thôi đó. Bây giờ mình trộn, mình cho nó vô từ từ ha. Mình đã chế hết 300ml nước vô đây rồi. Mình thấy cái độ sền sệt như thế này là vừa nè các bạn. Đó, khi mà mình múc lên mình chế xuống cái độ chảy nó liền như thế này là được nè. Không có quá lỏng mà cũng không có quá đặc. Cái mà làm bột chiên chuối mà nó lỏng quá thì khi mà các bạn nhúng chuối vô rồi mình bỏ vô cái dầu thì cái bột nó sẽ chảy ra hết, nó không có bám vô trái chuối. Ủ bột trong vòng 30 phút tới 45 phút để cho cái bột nó nở ra cho đều á các bạn. Rồi mình sẽ đậy lại, mình để đây. Mình cần 1 lít dầu luôn á các bạn, cho nên là nó cần nhiều thời gian để cho nó sôi á. Vì trong lúc chờ đợi thì mình sẽ để cái dầu vô, mình để cái lửa riu riu trung bình chắc khoảng 15 phút vậy á, thì cái dầu nó mới sôi lên đủ độ. Đây, cái bột này á, mình đã để nó 45 phút rồi nè các bạn, nó đã coi như là nở cái bột ra đều rồi đó. Được chưa? Đó, thì bây giờ mình chiên rồi, thì trong lúc mà mình chờ cái dầu mà nó sôi đó thì mình sẽ lột cái chuối này ra và ép cho nó dẹp. Mình cần một cái bịch giống như vậy rồi mình cắt ra cho nó rách ra. Đó, giờ mình bỏ vô đây, mình ếm, để xuống mình ép dẹp ra. Nó dẹp cỡ này là vừa nè các bạn. Rồi, mình bỏ vô đây. Thêm vài trái nữa ha, để mình bỏ vô mình chiên cho một lượt luôn.
Rồi bây giờ mình bỏ vô đây mình trộn. Mình trộn cho nó đều lên ha các bạn. Ê, mình thấy cái dầu của mình nó đã sôi tim. Mình đã thử nó sôi tim là thấy được rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ múc cái chuối này bỏ vô trong cái muỗng, rồi bỏ vô cái dầu chiên. Thì các bạn múc làm sao cho khéo mà nó còn nguyên trái chuối ha, với nó cho nó có đủ cái lượng bột á. Đó, đây, giờ mình bỏ vô vậy. Đây, cái chuối chiên của mình đã xong rồi đây các bạn. Đó. Để mình ăn thử coi nó làm sao ha. Nó cũng có cái độ giòn. Nhưng mà nó không có độ xốp. Cho nên là mình nghĩ là chắc lần sau phải rút kinh nghiệm cái cách pha bột lại. Giòn thì có giòn đó, độ ngọt vừa phải. Nói chung là tương đối thôi chứ chưa chưa đạt cái yêu cầu mà như giống như mà đạt cái độ ngon mà mình mong muốn. Cho nên là bạn nào có ý kiến gì thì hãy góp ý cho mình cái ý kiến để lần sau mình làm sẽ ngon hơn.